Ông Tư đâu rồi? Ông Tư. Ông Tư đi đâu rồi? Trời. Ông Tư ơi. Cái vậy? Trời ơi, ông đi đâu mà mất tiêu vậy? Đi nhanh với quỷ. Cái gì? Tự nhiên ông kêu tôi ra đây làm vậy? Tôi đã nói với ông rồi, bữa nay là mình đã hoàn thành cái kế hoạch là mình trốn ra khỏi viện dưỡng lão rồi. Đi coi xong lại quên hả? Thì đó, nhưng tôi vẫn thắc mắc một chuyện. Thắc mắc cái gì? Cái kế hoạch này ông lên là 3 ngày trước đây là ông nói là chờ viện dưỡng lão đóng cửa, bấm khóa và mình sẽ tìm cách cưa và bẻ khóa để trốn ra khỏi viện dưỡng lão. Đúng rồi. Tại sao ông không thực hiện 3 ngày trước đây mà bữa nay mới thực hiện? Thì tôi nói ông rồi, khi nào viện dưỡng lão nó bấm một khóa, nó khóa cửa xong xuôi rồi mình cưa ổ khóa mình trốn đi. Ừ. Tôi nói 3 ngày trước rồi. Thì nói thì tại sao? Nhưng mà 2 ngày kia nó không có khóa cửa. Không có ổ khóa để cửa. Ông rảnh quá vậy. Nó không có khóa thì tại sao tôi ông không trốn ra ngoài liền đi? Đi như vậy đâu gọi là đi trốn. Đi vậy là đi công khai. Mình đã nói với nhau là phải cưa ổ khóa nó trốn à. Tôi là người sống có uy tín à. Tôi thấy nghi ngờ cha này quá. Nghi gì? Tôi nghĩ ông lẫn hay sao á. Xin lỗi ông, trong viện dưỡng lão này lẫn gần hết. Mình tôi tỉnh. Ông tỉnh hả? Ờ, nó có lý. Cha Tưng ở thôn Trung Hồng tôi nè. Tôi hỏi ông chứ 2 x 2 là mấy? Ông nói 2 x 2 là 5. Tôi hỏi ông Tử, ông kế bên luôn ông ấy. Tôi hỏi 2 x 2 là mấy? Ông nói 2 x 2 là chủ nhật. Tào lao cái gì? Tôi cũng nghi ông lắm. Tôi hỏi ông nè, 2 x 2 là mấy? Là 4. À. Thôi là học lớp 2 học cũng chưa đã thuộc rồi. À, vậy là coi như ông cũng còn... Bây giờ tôi nói thiệt ông khỏi còn nhớ cũng chưa nữa, già rồi tính rỡ. Tính rỡ là sao? Tính nhẩm đó. À. Ví dụ như ông hỏi ông Tân 2 x 2 bằng mấy, ông nói 2 x 2 là 5. Ông hỏi ông Tửng 2 x 2 bằng mấy, ông nói 2 x 2 bằng chủ nhật. Tôi tính rộng, tính rỡ nè, thấy không? Sao? Tôi lấy chủ nhật từ thứ 5 loài cái thứ 4 ra liền. Thấy tôi tỉnh ghê không? Ở trên đời có phép tính lạ vậy hả? Thật là tính không? Thôi, nhưng mà tôi cũng còn nghi ông lắm ơi. Nghi cái gì? Để tôi làm một lần chót đó coi có đúng không? Cái gì? Để tôi nói nghe nè. Người ta nói là mai rùa với mu rùa, mai cua với mu cua. Bây giờ tôi đố không? Mai với mu là mấy thứ? Mẹ rồi. Ừ. Mẹ gì? Bây giờ tôi chắc ông kiếm người đỡ giúp luôn. Mấy thứ? Hả? Một thứ. Bà chỉ mấy thứ suy nghĩ cho kỹ đi nha. Hai thứ trật mai đi mu một thứ hai thứ một thứ hai thứ tôi nói một thứ hai thứ một thứ tết người ta chân bông mai chai chân bông mu không ngày mai chai cho ngày mu. Công ty mai tán ra cho công ty mù tán. Thank you. Nhưng mà tại sao mai với mù mà người ta... Tôi nói ông nghe hai thứ, nhưng mà hai thứ đó là hai thứ ngôn ngữ dùng miệng. Ở ngoài Bắc người ta kêu là mai, trong Nam kêu là mù. Ở ngoài Bắc người ta thấy con rùa, người ta kêu ô cái con này là cái mai rùa này. Ở trong Nam ô có mù con rùa. Bây giờ hai thứ nhưng mà cũng một thôi, chồng không chơi mà. Hai cái ai cũng đúng. Coi như là còn minh mẫn không phải lầm. Tôi còn tỉnh mà. Coi như là tôi chọn đúng người để rủ để trốn khỏi viện dưỡng lão. Chi vậy? Biết sao không? Chi? Tại vì chuyện này là chuyện của tôi. Cái gì? Nó mới xảy ra chừng mấy ngày nay. Nói nhanh nhanh đi. Là tôi nói thiệt là tôi không phải tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mà tay chân nó ngứa ngáy vậy đó. Chết mẹ giết Di Chúc được rồi. Tay chân ngứa ngáy mà ăn không ngon, ngủ không yên, già mà bị sida nè. Cha gì cha nội? Cái sao? Không phải, tôi bị như vậy là tại cửa sau tôi tới số. Tới số là chết đó, đi Di Chúc được rồi. À không ông ơi, tôi nói nó sai. Tôi trúng số. Cái gì? Trúng số độc đắc. Trúng số độc đắc hả? Thôi về nằm ngủ nằm mơ đi. Không, không có nằm mơ đâu. Đây mua mấy chục năm chưa bao giờ trúng được một sen nào. Tôi nói thiệt, tôi trúng số nè, không tin ông dò đi. Ông sạc. Ông lẫn rồi, tôi chịu ông á. Nằm đây tôi dò cho. Rồi nghe kỹ nghe. Rồi. Quanh. Bao quanh nào?
Ông mua vé số chung với bà Quanh nào? Đâu có mua số chung ngay đâu. Chứ mới kêu bà Quanh nào đó. Quanh. Thì Quanh đó. Quanh là bà số. Bà Quanh nào? Quanh là, trời ơi, núm bà Quanh. Sao vé số mà có dính cái núm bà Quanh ở trong này? Núm bà Quanh. Thì đó, cái thằng Quanh kìa. Thắc mắc là tại sao vé số mà dính cái núm của bà Quanh? Không có dính bà Quanh ở trong này. Cái tiếng nước ngoài á, số đó, núm bà. À, cái number đó hả? Ừ. Number Quanh là số 1 đó hả? Ừ. À, mẹ cái dò vé số Việt Nam mày đọc mẹ nó tiếng Việt đi. Mày đọc đọc tiếng Anh còn núm bà Quanh. Tôi tưởng cái nắm bà Quanh. Cái này số 1 nha. Nếu mà number Quanh là số 1, còn núm bà Quanh là 2. Ngoài 6 1. Rồi tiếp nè. 1 2 2 3 4 4 4 đọc đi. 4 sao mưa dữ vậy ta. Đọc đi, nhanh. Ông phu quá hả? Bà lậu nó đọc cái số 4 mà phu ướt cái miệng rô luôn. Chút chiếu nữa cái tấm giá số nó nghè theo. Đây nè, ông phu ướt đến thôi. Lát nữa cô Liệu Nguyên nó còn hát nha. Phu vô đây lát là đầy hết rồi. Trời ơi, nó đi chùi rồi. Rồi, 4. Rồi. 1, 2, 3, 4 rồi đó. Tiếp. Thêm. Thêm. Chúng mẹ 47. Số 10 khác, cái này số 47. Chúng có 4 con mà lại đập đất. Tôi đi ăn tiền thủ đi. Tôi lộn. Không phải tờ này nè. Đầu tư giả mang rồi. Rồi 1, 2, 3, 4. Thêm. 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0. Trúng rồi, trúng đập đất rồi, tôi nói trúng mà thằng ở trong Kỳ Dương Lão mà thành tỷ phú luôn trời. Thấy rồi, bây giờ có nhiều tiền hết rồi, tôi mới đủ, rồi mà mình sống một cuộc sống thư giãn, hưởng thụ, hiểu không? Hưởng thụ như đại gia vậy. Bây giờ mình sống một cuộc sống như đại gia, sẵn phải ăn như đại gia, ăn xong, mua cá lóc về, cạo cái dải ngá ra, ăn. Móc hết của hết gan nó ăn đó, còn mua sừng bò sừng trâu về cưa ăn gặm thu ăn như kiểu đó đại gia ăn đồ điên với đại gia nào. Đại gia người ta ăn bào ngư di cá ông cạo giải cá ông ăn. Đại gia người ta ăn dung nai để mua sừng trâu sừng bò về gặm ăn cái đồ điên. Đại gia không ăn thì thôi, ăn là phải ăn cho lên máu, lên máu ăn là phải ăn cho tới nóc, lên tới nóc luôn đó. Ví dụ như ăn mắm đen khô ăn vậy nó mới lên máu, lên máu lên huyết áp đó. Trời ơi, ăn rồi đi mẹ cho rồi. Ủa dù ăn nó bổ bằng bên bây giờ dù này nó quan trọng điều gì. Bây giờ mình có nhiều tiền rồi à. Tôi với ông tụi mình sẽ đi làm cái chuyện mà hồi trẻ mà mình không dám làm. Điều gì ngày hồi nhỏ hồi trẻ mình làm mấy thứ nhỏ nó nói tựa không có biết anh có tiền mình xin làm cái này làm cái gì làm cái này nó đau mà nó sướng nó chết mẹ mình đi làm tay to có tiền người ta sản tự nhiên người ta đi làm thẩm mỹ người ta làm mắt to làm mũi nhỏ nhỏ làm miệng hơi to to cười cho nó quyến rũ tự nhiên mà đi làm tai to đi làm tai to đồng quạt mướn hả ở đèn Ali lạnh thấy mẹ là ai đi quạt mướn điên không phải đi vậy chứ cái gì tai to là tiếng nước ngoài có nghĩa là mình đi xăm mình á trai xăm mình
ngoài bờ tay to. Trời, phát âm tiếng nước ngoài sáng hồn thiệt. Trời ơi, phát âm số 4 cũng ướt cái micro. Mà xanh mình là kêu là tay to. Ủa điên, nói gì phát âm vậy người ta tự. Đừng nói sao. Không phải, xanh mình không phải là tay to. Đừng sao. Xanh mình phát âm chuẩn tiếng nước ngoài người ta gọi là sự ta tước. Ủa sao này nghe giống như trên mạng. Bên chồng ông chơi đó, xăm mình á đó là người ta gọi là tattoo. À tattoo. Còn cái sự tattoo kia là Facebook. À tattoo đó, à tôi lộn, tôi nghe không có rõ. Mà sao tự nhiên tính xăm mình vậy? Hồi nhỏ đó, là còn trẻ đó, mình làm mấy con cháu mình nó để ý nó nói. Bây giờ nó mình vô gì dựng não đâu có ai đâu. Mình làm như vậy, với lại mấy mốt mình ra đường á, mình gặp giang hồ hay là gì đó. Mình xăm mình, xăm mình, kiểu thể hiện đó. Nghe nè, bây giờ ông xăm mình là đúng thời điểm. Ừ. Đúng thời điểm hả? Bây giờ con cái nó không để ý tới mình. Với lại xăm mình bây giờ là nghệ thuật. Mà bây giờ là đúng thời điểm. Ví dụ như ngày xưa ông thương vợ ông, ông xăm cái hình con vợ ông ở đây. Mà thường thường xăm hình vợ là xăm hình theo nghệ thuật, người ta gọi là nghệ thuật nuôi vẽ. Nghệ thuật nuôi vẽ là gì? Phả thân, nói hình phả thân. Phả thân người ta kêu là nuôi. Núi nuôi dẻ gì cho nổi. Đập mẹ chứ nuôi dẻ gì. Anh con còn ghê hơn. Núi. Đây ví dụ ông xăm hình vợ ông ở đây. Nha. Ông xăm cho năm ông xăm là năm 29 tuổi đi. Là hình vợ ông ở đây. Bây giờ ông 79 tuổi rồi, cái mặt bả dời xuống đây. Tất cả những bộ phận khác dời xuống đây. Người ta gọi là giải tỏa không có đền bù. Ủa sao kỳ vậy? Thì mình già da mình nó chảy. Bà chả theo mình đó. Mình đi đâu bà phải theo đó. Ông nói đúng. Bà Tám ở đồng nghiệp dưỡng lão mình bà cũng xăm. Có xăm hả? Bữa đó bà cho tôi coi. Ghê. Bà xăm cái gì? Bà xăm hình người yêu của bà trên gần nè. Mà cái lỗ mũi của người yêu bà đó bây giờ nó chạy xuống tới lỗ đúng luôn. Bốn con cái cà mỏng là phải cụ. Hả? Cà gốc á. Tự nhiên đi coi của bà Tám làm cái dây. Tôi đâu có đi coi đâu, bà khoe, bà kêu tôi coi. Bà khoe cũng không được coi, bà lẫn đâu. Bà hay nha. Bà biết bà xăm hồ nào, mà cái công nghệ của bà đê vậy đó. Bà đê gì? Cái mụn ruồi nằm trên cái mũi của ông đó. Nó bự hơn ngón tay cái nha. Mà nó lồn nó như là bà đê. Ủa ông có nút ruồi chứ làm gì? Đồ bà Tám nó nút ruồi ở đâu trên cái lỗ mũi của ông đó. Con mắt ông mà nhìn cái lúc đùi bằng bề lớn này thì ở ngoài thực tế nó phải bằng cái nấm đông cô. Nó không kèm nhem đâu. Rồi thôi bỏ chuyện mà Tám qua bên đi. Giờ ông xăm, ông muốn xăm cái gì ông nói tôi nghe. Mày, là muốn chơi là phải chơi như tôi. Xăm sao? Bên tay này tôi vẽ đấy, xăm trái bí đa. Bên này hai chữ bổ lượng. Ở đúng, tôi xăm cái ly cao cao uống đụng đó. Bắp đùi tôi xanh trái banh. Ý nghĩa gì? Mỗi lần gặp mấy đứa nhỏ nói: ê ông già xăm gì tao. Ê tụi bay giỡn mặt hả? Coi nè, xăm bí đao, xăm mổ lượng, xăm cao ly, xăm banh. Cái ghê không? Cái ghê là nó sợ ông chết á. Sao vậy? Xăm toàn đồ bổ không. Xăm vậy mà cũng xăm. Vậy mới nét. Cái đó ai chơi không được. Chơi cái gì mà người ta không dám chơi, mình chơi mới ngon chứ. Chơi cái gì? Bây giờ tôi chỉ ông chơi nè. Rồi sao? Ông xăm con rắn bắt đầu cái ngón giữa này nè, bắt đầu ông xăm cái đuôi nó nè. Con rắn quấn đây. Quấn hết cái tay này. Cái cổ nó lồng vô cái nách này. Cái đầu nó dắt ra đây, nó táp vô đây. Bên này một con nữa quấn cái đầu dắt vô đây, táp vô đây. Ở giữa xăm hai chữ nát du. Dám chơi không? Cái miếng cua này lùng qua cái nách. Táp ở đây. Bên này cũng vậy, cũng hồ luôn nó qua nó nát. Nát bên đây hả? Hai chữ nát chú. Dám chăng không? Cái ghê quá hả? Ghê gì? Có gì đâu ghê, chơi như vậy không ai dám chơi. Thanh niên bây giờ nó còn tập lưng cho bự mà. Không, mấy thằng thanh niên bây giờ nó đi tập nó để cho bự. Bây giờ mình chơi nát bỏ. Không, nó ghê quá hả? Ghê bỏ, bỏ đi, cái kiểu khác đi. Sợ xăm kiểu khác. Kiểu khác nhẹ nhẹ hơn. Xăm con rắn bắt đầu từ cái ngón chân cái này, cái đuôi nó quấn lên nè. Quấn hết trên cái giò này. Cái đầu táp vô đây. Bên này một con nữa quấn hết như này. Cái đầu táp vô đây, ở giữa xăm hai chữ nát. Ê! Nát bét.
Xăm như vậy nó có nghệ thuật nhưng nó không có văn.